Chào tất cả anh em, mình lên tiếp cây đu bông lai đê la đi. Tình trạng là hàng đã qua sử dụng nha, còn hộp mạ vàng hồng, sơn mài, kim sa, bên trong nó giống như rắc ruột vàng nha. Đã qua sử dụng còn rất là đẹp nha, trên 95%, mặt men sáng bóng, không có bị trầy xước gì hết đó. Còn cái này là cái vết vàng lâu ngày nó ố nha, mình chưa có lau kỹ thì nó vậy, chứ cái này chấm miếng cà na lau kỹ lại cái là nó sáng lắm. Này vết ố theo thời gian vàng nó lên màu. Cây này mặt men rất là đẹp nha, không có bị trầy xước nha, và sáng đẹp. Lai đê này là lửa xéo nha, lửa xiên 45 độ. Hình ảnh chi tiết và giá bán mình để trong phần mô tả nha, anh em mua hàng vui lòng bấm vào đó xem giúp mình nha. Mình kết thúc video tại đây, chào tạm biệt anh em, hẹn gặp lại anh em vào những video sau.